Ta chào học. Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta lại học tiếp bài ngữ âm bài số 2. Ngữ âm bài số 1 thì chắc hẳn các em là đã học tốt rồi phải không? Rồi bây giờ chúng ta là tiếp tục học ngữ âm bài số 2. Ngữ âm bài 2 là khó nhất. Chúng ta có 3 bài ngữ âm, bài 1, bài 2 và bài 3. Bài 1 dễ, bài 3 dễ, bài 2 là khó nhất. Bởi vậy là chúng ta hết sức là tập trung học bài 2 nha. Bài 2 là nó có một số chữ rất là khó phát âm. Rồi bây giờ mời các em nhìn lên bảng chúng ta cùng đọc này ha. Đây, bài 2 ngữ âm, phần 1 thanh mẫu. Rồi các em nhìn chữ này. Chữ này là chỉ có trong tiếng Anh, tiếng Việt chúng ta không có. Và cái phát âm chữ này cũng dễ đọc thôi. Đọc theo là chi, đọc như âm chờ y chi, dấu sắc mà đọc nhấn mạnh. Chi, chi, chi. Rồi, chữ quy là trong tiếng Việt cũng có nhưng mà lại đọc phát âm không hề giống như chữ quy của tiếng Việt mình. Và chữ này rất khó đọc, phát âm hơi hơi giống như tiếng Anh, là âm hơi gió bật hơi. Đọc là chi, đọc lại nè, chi, chi, âm chờ, chờ, chờ y chi, đọc lại nè, chờ, 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 âm chờ, không phải chờ nha, chờ, chờ y chi, là chi, đọc là, đọc lại, chi, rất khó phải không, hơi từ trong khoang miệng, đi qua cái khe răng của chúng ta để phát thành cái âm này, đọc lại nè, chi, hơi luồn qua khe răng nha, hơi bật hơi ra nhưng mà cái hơi của chúng ta là luồn qua khe răng, miệng không mở lớn, phải có hơi bật ra, chi, đọc lại, chi, 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 chữ này rất khó ha, chúng ta phải đọc thật nhiều lần rồi chúng ta mới nhớ được, đọc lại, chi, chi, chi. Rồi lát nữa chúng ta sẽ đọc ghép phần đọc kỹ hơn. Rồi chữ này là si, si. Chữ này thì dễ. Chữ si này là sờ y si thôi. Si, ta đọc lại nè. Chi, 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 si. Đọc lại nè. Chi, khác nha. Chi, sờ y chi. Chi, còn đây là si. Đọc lại chữ này nè. Chi, chi, si, chữ này là chi, chữ này là si, còn chữ quy đọc là chi, đọc lại chi, 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 âm chờ, chờ y chi, chi. Rồi chữ z này, chữ z, ba chữ z, c, s, ba chữ này các em lưu ý là khi mà chúng ta đọc cái đầu lưỡi chạm nhẹ răng cửa. Khi mà phát âm thì cái lưỡi, đầu lưỡi nó sẽ tự động là hé mở ra một tí xíu, là cái luồng hơi là sẽ đi qua cái khe răng cửa của chúng ta để tạo thành phát âm. Nè, ba chữ này chúng ta đầu lưỡi chạm nhẹ răng cửa thôi. Khi mà đọc để cho nó tự do là đánh lưỡi ha. Này, đọc lại nè. Chư, đọc lại. Âm chữ chư, đọc nhẹ nè. Chư, chư, hơi luồng qua khe răng. Đọc lại. Chư, chữ chư á, chư, chư, đọc lại, chư. Rồi chữ cờ khó, chữ này khó nè ha. Đọc là chư, âm chờ, chữ chư, chư, đọc lại, chư, 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 đọc lại nè, chư, chư, hơi qua khe răng đi ra ngoài, chư, đầu lưỡi chạm nhẹ răng cửa, chư, mà chư. Rồi chữ S đọc là sư, sư, đọc lại sư, đọc lại chữ này chư, 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 sư. Các em khi đọc là phiên âm bài 2 này mà đọc là cảm thấy là đọc không chuẩn, không giống thầy thì các em cũng đừng bực bội trong lòng nha, đừng có bực mình mà thôi thôi khó quá chúng ta không học nữa, không phải. Mà hãy đọc đi đọc lại thật nhiều lần phiên âm này. Rồi thậm chí là khi ghép vần á, chúng ta sẽ còn ôn luyện nhiều nữa. Đừng có nản lòng, bài này nó vậy đó, nó khó. Nó chỉ có vài chữ này là khó thôi. Nên là sau này chúng ta sẽ đọc kỹ hơn nữa nha. Rồi các em lưu ý ba chữ này nè. Ba chữ này chúng ta sẽ đọc
phát âm thì hơi hơi giống ba chữ trên này, nhưng có cái là ba chữ uốn lưỡi nha. Này, chữ lưỡi mình nó uốn cong lên, đọc là chữ, đọc lại chữ lưỡi uốn cong lên nhấn mạnh phát âm chữ. Rồi, chữ CH đọc là chữ uốn lưỡi, âm uốn lưỡi chữ, SH sư uốn lưỡi, nhớ là ba chữ này là âm uốn lưỡi. Đọc lại nè, sư, đọc lại nè, chư, 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 sư, R đọc là rư, rư. Ta đọc lại nha, đọc lại chữ này, chư, chư, sư, chư, chư, sư, rư. Đúng rồi. Rồi bây giờ ta đọc phần 2. An, ân, chữ này đọc là ân, an, an, khoang miệng mở lớn lên, đọc phát âm từ cổ họng an. Này, ân, âm mũi họng, sóng mũi, âm này là âm sóng mũi nha. Ân, từ cổ họng phát âm kết hợp với sóng mũi tạo thành âm này. Ân, ân, âm sóng mũi ha. Rồi, ung, ung. Rồi, ye, chữ này ye, ye lùi ha, đọc là ye. Rồi lại ye, đọc là ye. Gieo, chữ này đọc là gieo, 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 giờ eo gieo, gieo. Ye, cái bài trước á, là một chữ e không thôi, ta đọc là ơ, nhưng nay có thêm chữ y, ta không đọc là y ơ dơ nha, là sai à, phải thôi đọc là ye, đọc như âm e. Lúc âm này đọc là bây giờ đọc là ye, giờ e ye á, ye, à, chứ ai mà đọc là y ơ dơ là sai, không có ở dơ nha, không có đọc dơ, đọc là ye. Này, ye, đây chữ này đọc là you, you. Nếu mà chỉ có một chữ u không thôi thì ta đọc là gì? Đọc là u. Còn kết hợp thêm chữ y đọc là diu, diu, diu. Đọc lại này. Ye, gieo, ye, diu. Rồi, tiếp. Chữ này đọc là gen, di, an, gen. Đọc ghép vần này. Di, an, gen. Đọc lại. Gen, gen. Này, zin, di, ân, zin. Đọc lại, zin, zin, giấy yến zin á, zin. Này, di, an, gen, di, an, gen. Chữ y ghép với chữ an, đọc là di, an, gen. Đọc là gen, giờ an, gen, gen, gen. Âm này kết hợp âm sóng mũi nên đọc là gen. Đây, dinh, chữ này đọc là dinh, di ân dinh, đọc lại dinh. Đây đọc là dung, dung, di ông dung, đọc lại dung. Rồi chữ y đọc là di, có thể đọc là y, có thể đọc là di, rồi mình có đọc là di. Ở, er, uốn lưỡi lên, gọi là âm uốn lưỡi, đọc là ở, 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 âm uốn lưỡi lên và đọc ở cổ họng, phát âm từ cổ họng ở nha. Yeah. Rồi ở, rồi ta đọc lại lần ha. An, ân, an, ân, ông, ye, gieo, ye, diu, gen, zin, giang, dinh, yong, 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 di, ở. Rất khó phải không? Rồi các em phải hết sức là lắng tâm, đừng bực bội, cứ nhẹ nhàng đọc bình thường thì chúng ta sẽ đọc được tốt nha. Đừng có nóng lòng quá, chúng ta sẽ đọc không được. Phiên âm, chúng ta học ngoại ngữ là phải từ từ học thôi. Nếu mà đọc cứ muốn là nhanh quá, người ta nói là dục tốc bất đạt nha, nhanh quá thì sẽ hỏng. Cứ đọc từ từ, rồi đọc lâu dần, lâu dần, lâu dần, chúng ta sẽ đọc chuẩn thôi. Chứ không thể nào học ngoại ngữ là mới đọc qua chừng một tiếng đồng hồ là ta phải
học được, không phải đâu. Phải là nhiều tháng, nhiều năm nha. Rồi, bây giờ mời các em mở phần tiếp theo là ghép vần. Nè, các em thấy này, phần tiếp theo là bài 2 nè ha. Bài 1.2 là vừa đọc ở phần trên này. Đây, phần ghép vần này. Ghép vần ta sẽ đọc là phần này cũng rất là khó nha. Rồi, bây giờ các em đọc theo nè. Đọc theo ha. Giờ chúng ta đọc tiếp là phần 2, phần ghép vần. Mời các em đọc theo. Ta lấy hàng dọc ghép với phần hàng ngang. Rồi, hàng đầu tiên là đọc theo ha. Di, gia, di a gia, di ao gieo, di e ye, di o yo, di an gen, di ân din, di an giang, di ân dinh, di ông dung. Ghép vần đó. Rồi, ta đọc thà. Chi, chi di chi, chi di a cha, chi di ao treo, chi di e chê, chi di âu chiu chiu, chi di an chen, chi di ân chinh, chi di an chang chang, chi di ân chinh, chi di ông chuông. Từ thứ hai là chữ quy. Chi, chi di chi, chi di a cha, đọc là cha, chi di a cha, chi di ao treo, treo. Các em phải để ý nhìn môi thầy, mặc dù rất là xấu, không có đẹp, có cái răng cương thi nữa. Nhưng mà hãy để ý nhìn cái miệng, bởi vì phải là học phát âm là để ý cái miệng và cách người ta đọc nha. Ta đọc lại này, chữ quy ha, là chi di ao treo nè. Chi di ao treo, chi di e chê, chi di e chê, chi di âu chiu, chi di an chen chen, chi di ân chinh, chi di an chang là chang chang, chi di ân chinh, chi di ông chuông. Chữ này rất khó. Chuông, chi di ông chuông. Si, si di si, si di a xia, si di ao xiao, si di e xie, si di âu xiu, si di an xian, si di ân xin, si di an xiang, si di ân xin, si di ông xiong. Ta đọc lại lần. Chi, chi, cha, treo, chia, chiu, chen, chinh, chang, chinh, chuông. Chi, cha, treo, chia, chiu, chen, chinh, chang, chinh, chuông. Si, si, xia, xiao, xie, xiu, xian, xin, xiang, xinh, xiong. Rồi ta học tiếp phần dưới là Z, C, S hàng dưới ha. Đọc theo này, ghép âm, ta đọc ghép âm luôn ha. Chữ Z ghép với chữ A, đọc là cha, chơ, chư, trai, chay, chào, châu, chan, chân, trang, chân, trùng. Rồi chữ cờ hơi khó đọc ha. Chữ cờ đọc là chư, cha, chơ, chư, chai,
sao cái ô nào trống là ô đó không có âm đó, khỏi đọc. Đọc lại chữ cờ ao, ao ao cao, đọc lại sao, châu, chan, chân, trang, chân, chung. Rồi chữ S, sư, sa, sơ, sư, sai, sao, sâu, san, sân, sang, sưng, sung. Viết hát bốn lửa nha. Chư, cha, chơ, chư, trai, chây, trao, châu, chan, chân, trang, chân, chung, 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 đọc là chung. Rồi chữ CH, chư, cha, chơ, chư, trai, trao, châu, chan, chân, trang, chân, chung. Rồi chữ R, SH, chữ SH, sư, sa, sơ, sư, sai, xây, sao, sâu, san, sân, sang, sân, sùng. Chữ R, rư, rơ, rư, rau, râu, ran, rân, rang, rưng, rùng. Ôi, mệt hết hơi luôn phải không? Rất khó đọc. Bài phi năm bài 2 là chúng ta phải hết sức kiên nhẫn chúng ta mới có thể đọc được nha. Bây giờ là mời các em mở cái bài bài đầu tiên là cái bài bài số 2 đó. Bài số 2 là các em mở bài số 2 này nè ha. Bài 2. Thấy không? Bài 2. Bài đại từ, chúng ta sẽ mở cái bài đại từ này ra, bài số 2. Rồi trong đó có nhiều cái từ phim chúng ta sẽ đọc phim nha. Còn mấy phút nữa chúng ta hãy tranh thủ đọc nè. Rồi mọi người đọc theo nè. Từ số 1 là chữ tôi, ta, tao, thấy chưa? Ta có phim là chữ U với chữ O. Cái chữ lớp V kép á, là chữ U kép với chữ O. Đọc lại nè. Wo, ni. Ni là thân ba cho nên ta đọc là ni. Rồi tha, thở a tha, thơ a tha. Rồi wo mẫn, wo mẫn, ni mẫn. Ta đọc theo thanh luôn. Tha mẫn, pa pa. Cái chữ pa ta thấy là thanh một và thanh nhẹ. Trên đầu không có dấu, không có thanh là gọi là thanh nhẹ. Pa pa. Rồi ma ma, từ số 9 nè. Hải tử, đọc là hải tử. Nán, nùy. Cái chữ nùy các em lưu ý ra thấy là chữ chữ u hai chấm trên đầu đọc là duy, thành ra là chữ n đọc với n với duy đọc là nơ, nơ duy nùy, nơ duy nùy. Thành ba là nùy, 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 đọc là nùy. Rồi từ số 12 này, cơ đọc nhẹ, cơ. 13, chỉ chỉ mây mây, mây mây. Cái chữ mây là thanh 4, ta đọc là mây, nhấn mạnh. Chữ mây phía sau đọc nhẹ, mây mây. Này, ti ti, thanh 4, nhấn mạnh. Ti ti, ti ti. Dễ dễ, dễ dễ. Này, này, thanh 3, này, này. Bùa, 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 bùa. Su, su, cu, cu. Xéo, chỉ. Chín, chi. Lào sư, xuế sân, y sân. Tai phu, binh rẫn, y yuan, sú rẫn, mua sân rẫn, khơ hu là thân bốn hết là khơ hu, công an, chỉnh trá. Rồi các em hãy đọc đi đọc lại nhiều lần để ý xem cái phần phi năm á, là hãy để ý thân 1, thân 2, thân 3 đọc thế nào, ta sẽ đọc đúng theo thân, theo vần như vậy nha. Bài số 2 rất khó đọc, vì thế các em phải hết sức là chăm chỉ đọc đi đọc lại thật là nhiều lần. Có từ nào không hiểu là các em có thể gọi video trên Facebook trực tiếp cho thầy, khi mà
thấy thầy xuất hiện trên mạng, ai gọi được thì cứ gọi, thầy rảnh thì cứ hướng dẫn cho các em đọc bài nha. Rồi, chúc các em học tốt phiên âm bài 2. Zaijian.